Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay cũng như mọi lần thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm mới. Và mình quyết định giới thiệu cho các bạn một sản phẩm kem dưỡng. Em này đó chính là kem dầu ngựa Curitian Night Complex. Kem dầu ngựa Curitian Night Complex là sản phẩm kem dưỡng da nổi bần bật trong thời gian gần đây. Đây là loại kem chiết xuất từ dầu mỡ ngựa, có nguồn gốc từ Đức và có tác dụng dưỡng ẩm, dưỡng trắng rất tốt. Thông tin về sản phẩm thì Curitian là thương hiệu mỹ phẩm nhỏ của tập đoàn Claes Hàn Quốc. Nhắc đến Curitian thì có thể các bạn chưa biết, nhưng mà Cloud9 thì chắc chắn đã có nhiều người biết đến rồi. Đây là một hãng chuyên về kem dưỡng trị nám, trị tàn nhang hiệu quả. Curitian với Cloud9 chính là anh em với nhau. Tuy nhiên Curitian chưa có nhiều sản phẩm. Đến nay hãng này mới chỉ có bộ sản phẩm skincare đầy đủ gồm toner, essence, lotion, mặt nạ, kem dưỡng, ointment. Trong khi Cloud9 thì đã có khá các dòng sản phẩm chăm sóc da khác nhau và rất đa dạng. Kem dưỡng da chiết xuất từ dầu ngựa, nhập khẩu từ Đức là sản phẩm bán chạy nhất của hãng này. Kem dầu ngựa Curitian Night Complex liên tục thuộc top sản phẩm dưỡng da bestseller trên các trang mua sắm toàn châu Á. Kem Curitian Night Complex sở dĩ nổi tiếng vì thành phần của nó có chứa mỡ ngựa tự nhiên được nhập khẩu từ Đức. Ngoài ra còn có Night Complex, đó chính là tổng hợp 9 loại thảo dược thiên nhiên nuôi dưỡng da, khiến cho da trở nên mịn màng, trắng sáng. Trong một mớ thành phần khá rắc rối này thì có một số thành phần đáng chú ý như là mỡ ngựa, là chất có chứa nhiều axit béo tốt cho da. Mỡ ngựa còn dễ thẩm thấu qua da, bổ sung lớp lipid cho da và dưỡng ẩm hiệu quả nữa, đặc biệt thích hợp dùng trong mùa đông khô hanh như ở Hàn hay là ở Việt Nam. Niacinamide thì tương tự như vitamin B3 làm trắng da, sáng da, giảm thâm và nhanh lành sẹo. Niacinamide cũng giúp đẩy lùi quá trình lão hóa trên da. Thứ ba đó chính là Night Complex, tổng hợp 9 loại thảo dược tốt trong tự nhiên là hương thảo, bạc hà, bưởi, chanh, hoa cúc, hoa hồng, oải hương, xô thơm và táo. Các loại thảo dược này giúp da mềm mại, kháng viêm và cũng tạo nên mùi thơm cho kem Curitian Night Complex. Công dụng của kem Curitian Night Complex được quảng cáo là giúp phục hồi làn da hư tổn do mụn và ngăn ngừa sự tái hình thành mụn trên da nhạy cảm. Là kem dưỡng ẩm được chiết xuất từ mỡ ngựa thiên nhiên, khả năng thẩm thấu tốt, có tác dụng dưỡng trắng da, dùng cho cả dưỡng mặt và toàn thân. Đặc biệt là rất tốt với những vị trí da có vết thâm, sẹo, rạn nứt như là đầu gối hay là cùi chỏ tay hoặc là vết rạn bụng chẳng hạn. Giúp se khít lỗ chân lông, cấp ẩm, cân bằng độ ẩm cho da trong 72 giờ mà không gây bóng nhờn, bị mít da, làm mềm da khiến da mịn màng và săn chắc. Giúp ngăn ngừa, làm chậm quá trình lão hóa trên da do tác động môi trường từ ngoài, giảm nếp nhăn, mờ sẹo, giảm thâm nám, tàn nhang, sạm da, đồi mồi, cải thiện vết rạn da, nâng cao khả năng đàn hồi của da, phù hợp với da nhạy cảm, làm dịu những vùng da bị bỏng, bị thương. Vì thành phần của kem dầu ngựa Curitian Night Complex có chứa oil và nhiều vitamin nên bạn hoàn toàn có thể bỏ qua các bước dưỡng như là toner hay là kem dưỡng ẩm cũng được. Khi thoa lên da thì bạn sẽ thấy mát, ban đầu thì sẽ thấy hơi nhờn, tại vì đương nhiên dầu thì chắc chắn là sẽ phải có yếu tố nhờn đúng không nào. Nhưng mà nếu để khoảng 15 phút sau thì chắc chắn là sẽ khô mà mịn lắm luôn. Sản phẩm này thì có dạng kem, chất kem mềm mịn chứ không thô, đặc quánh như các dạng kem trộn thông thường khác. Kem có màu vàng gam nhạt, hương thơm cam chanh dịu nhẹ, giống mùi của vitamin C hay là mùi vỏ cam quýt. Về thiết kế bao bì thì em này được đựng trong một hũ thủy tinh, có nắp thiếc màu vàng được thiết kế tinh xảo, nhìn khá sang chảnh. Ngoài ra còn có một hộp cứng hình trụ bọc bên ngoài hũ thủy tinh, giúp bảo quản hũ thủy tinh tốt hơn, dễ dàng bảo quản, vận chuyển cũng như ngăn ngừa tình trạng oxy hóa kem bên trong hũ. Hướng dẫn sử dụng: dùng muỗng nhựa kèm theo để lấy kem, tránh dùng tay thì sẽ dễ làm kem bị oxy hóa, dẫn đến hư hỏng hay là giảm tác dụng, biến chất. Lấy một lượng vừa đủ và dàn trải đều khắp bề mặt da. Các bạn lưu ý là chỉ lấy lượng vừa đủ, không lấy dư, sẽ khiến da không hấp thụ nổi, dẫn tới phí kem hay nhờn kem trên da. Chú ý là chỉ dùng ngoài da, tránh tiếp xúc với mắt, không được dùng khi có dấu hiệu dị ứng, bảo quản nơi thoáng mát. Tổng kết lại thì em kem này có ưu điểm là thiết kế đẹp, kem không dính, không gây bết hay bí da, không nâng tôn da, dưỡng ẩm vượt trội, lại còn có chiết xuất tự nhiên nữa.
và nhược điểm của em này đó chính là khả năng dưỡng trắng ở mức độ trung bình thôi. Lưu ý là vì kem này không có chỉ số chống nắng nên là ban ngày nếu mà các bạn muốn bảo vệ da thật tốt thì nhớ bôi thêm một lớp kem chống nắng nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên nhấn like, share và subscribe cho chúng mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.